Tất cả vì trẻ thơ, câu khẩu hiệu đã trở nên quen thuộc và gắn bó với các thế hệ cán bộ, giáo viên và các em học sinh trường mầm non Phố Cò, phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực không ngừng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, trường mầm non Phố Cò từng bước khẳng định là địa chỉ tin cậy của nhân dân địa phương. Trở lại thăm ngôi trường cũ, nơi đã từng gắn bó trong suốt những tháng năm khó khăn, nhà giáo, nguyên hiệu trưởng trường mầm non Phố Cò, năm học 2006-2007, Hoàng Thị Huệ, không khỏi nghẹn ngào, xúc động trước sự phát triển của ngôi trường ngày hôm nay. Tiếp nhà giáo Hoàng Thị Huệ là thế hệ hiệu trưởng và các giáo viên trẻ đang tiếp bước truyền thống của trường trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Nhớ về những năm đầu khi mới thành lập, trường mầm non Phố Cò có diện tích nhỏ hẹp, cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn, nên quá trình dạy và học của cô và trò nhà trường gặp không ít khó khăn. Trong cái thời điểm mới thành lập trường thì là cán bộ quản lý cũng như là giáo viên chúng tôi đã gặp rất nhiều những khó khăn, ví dụ như là về cơ sở vật chất, các thứ của trường, rồi các trang thiết bị và chưa có đầy đủ, và các đồng chí trong trường quản lý cũng như là giáo viên chúng tôi đã hết sức nỗ lực và để vượt qua cái khó khăn ban đầu của nhà trường. Có địa chỉ tại tổ dân phố 2B, phường Phố Cò, thành phố Sông Công. Ngày 25 tháng 10 năm 2007, trường mầm non Phố Cò được thành lập theo quyết định số 1259 của Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Công, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Sông Công. Khi mới thành lập, trường có tổng số 10 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 50 học sinh. Tổng diện tích đất hơn 1.800 m² với 3 phòng học, 1 bếp ăn được xây dựng bán kiên cố. Các phòng chức năng sử dụng nhờ nhà công vụ của giáo viên, nhân viên. Trường mầm non ra đời trong điều kiện ngành học mầm non còn gặp nhiều khó khăn. Xã hội chưa hiểu hết đặc thù của công việc nuôi dạy trẻ. Chất lượng đào tạo của giáo viên mầm non chưa bắt kịp với nhu cầu thực tiễn. Trước những khó khăn đó, tập thể giáo viên nhà trường đã mạnh dạn, sáng tạo, tìm ra hướng đi hiệu quả. Đối với trường mầm non Phố Cò thì phải nói cũng là một hệ thống giáo dục, nó đào tạo các thế hệ giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non. Thì đến trong quá trình 15 năm đó thì phải nói cũng đóng góp rất lớn cho cái công tác sự nghiệp giáo dục của địa phương, góp phần cho cái rất tốt cho cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của trên địa bàn phường. Xác định chất lượng nuôi dạy trẻ được đặt lên hàng đầu nên trường mầm non Phố Cò đã nhanh chóng tạo được uy tín với nhân dân trong vùng. Số lượng trẻ được gửi đến trường ngày một đông. Hiện nay, trường hoạt động ổn định với 222 trẻ trên 9 nhóm lớp. Đến nay, nhà trường đã có 9 phòng học, trong đó có 8 phòng là phòng học kiên cố và các phòng chức năng. Các phòng chức năng, phòng tin học ngoại ngữ và bếp ăn bán trú đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng phục vụ hoạt động. Riêng năm 2020, nhà trường đã được Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư 15 máy vi tính phục vụ cho trẻ làm quen với tin học, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành học và yêu cầu của xã hội. Đây là công trình đồ chơi ngoài trời, gồm thang leo, vách leo núi, cầu thăng bằng chào mừng 15 năm thành lập trường và 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Công trình mới được đưa vào sử dụng tại trường mầm non Phố Cò nhằm phát triển thể chất, sự khéo léo, tự tin cho trẻ. Khuôn viên rộng đẹp, sân chơi được trang trí bởi những bức họa, những đồ chơi sinh động, tạo nên môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo tính sư phạm, thẩm mỹ và mang lại hiệu quả cao. Trong mỗi nét vẽ, bông hoa ấy đều có sự đóng góp không nhỏ từ bàn tay, tâm huyết của mỗi cô giáo trong trường, với mong muốn các bé đến trường mỗi ngày là một ngày vui. Để có môi trường xanh sạch đẹp cũng như là thân thiện với học sinh thì ở trường mầm non Phố Cò thường tổ chức các đợt thi đua
như là cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường thì thi đua làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo, cũng như là vào đầu năm học mới thì chúng em có cái đợt thi đua trang trí môi trường nhóm lớp để giúp cho học sinh có những cái góc chơi được sáng tạo và thân thiện hơn. Xác định chất lượng nuôi dạy trẻ được đặt lên hàng đầu, trong đó đội ngũ giáo viên là điều kiện quan trọng nhất. Điều này càng quan trọng hơn đối với cấp học mầm non. Cái tuổi non nớt luôn cần sự yêu thương, đùm bọc của cha mẹ, người thân. Vì vậy, Ban giám hiệu trường mầm non Phố Cò đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên chuẩn về năng lực, nghiệp vụ sư phạm và đạo đức nghề nghiệp, khuyến khích tạo điều kiện cho họ tham gia các lớp học để nâng cao trình độ, kỹ năng nuôi dạy trẻ. Đối với công việc của tôi hiện nay thì là một giáo viên mầm non, thì đầu tiên đối với nghề là tôi phải yêu nghề, phải có cái tâm huyết đối với nghề, yêu trẻ, mến trẻ và coi trẻ cũng như là con là em trong gia đình của tôi. Và thứ hai là tôi luôn luôn là nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục các con bằng cái tâm huyết của mình, dạy dỗ các con bằng tất cả những cái gì mà bản thân tôi đã được học cũng như là tiếp xúc ở môi trường bên ngoài. Và đối với trình độ chuyên môn năng lực của tôi thì tôi ngày càng tự bản thân mình ý thức cũng như là nâng cao cái năng lực chuyên môn của mình bằng rất là nhiều hình thức. Một giáo viên ngồi phía trước, tay giữ chặt chiếc điện thoại di động, quay không sót một chi tiết nào. Ngồi đối diện là một giáo viên khác với trang phục chỉnh tề, gương mặt tươi tắn, hào hứng giảng bài. Trên bàn là các đạo cụ phục vụ cho một tiết học. Cứ thế, một hoạt động giúp trẻ về nhận biết con vật, chữ cái, hướng dẫn trẻ cách gấp quần áo, cách rửa tay đúng cách ra đời. Chung tay cùng cả nước phòng chống dịch, các cô giáo của trường mầm non Phố Cò đã nhanh chóng thích ứng, sử dụng công nghệ thông tin thành thạo để mang đến cho trẻ những hoạt động học, vui chơi, bổ ích, lý thú ngay tại nhà. Các cô đã xây dựng rất nhiều cái chương trình, cái bài học rồi gửi Zalo cho nhóm lớp để các cháu có thể theo dõi tại nhà và học. Thì tôi thấy là cái chương trình của các cô làm này là rất là tâm huyết với học sinh và rất bổ ích cho các em. Một rạp chiếu phim thu nhỏ tại nhà trường là trải nghiệm cực kỳ lý thú đối với mỗi bạn nhỏ của trường mầm non Phố Cò. Qua hoạt động, các bé được tự mình tham gia vào hoạt động bán đồ ăn vặt, bán vé, soát vé, mua vé, tìm ghế ngồi đúng theo hàng, số ghế trong vé. Trong xã hội thu nhỏ của các con tại trường học, dần hình thành cho trẻ những kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội khác, giúp trẻ nhận biết chữ số, chữ cái một cách nhẹ nhàng và thiết thực. Mỗi một tập phim ngắn nhưng mang ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục trẻ biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô, rất phù hợp và thiết thực với trẻ mầm non, nhằm hình thành nét phong cách của học sinh trường mầm non Phố Cò nói riêng và học sinh thành phố Sông Công nói chung, lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm. Ý thức được tầm quan trọng của việc giáo dục ươm mầm những chủ nhân tương lai của đất nước ngay từ cấp mầm non. Bởi đây chính là nền móng, những viên gạch đầu tiên giúp hình thành nhân cách và tư duy của trẻ. Nhà trường đã nghiên cứu, tích hợp nhiều phương pháp vừa học vừa chơi hiệu quả. Mỗi hoạt động ngoại khóa và hoạt động chào mừng ngày lễ lớn là cơ hội vun đắp kỹ năng sống, tính nhân văn, yêu môi trường, yêu lao động cho trẻ. Mỗi không gian vui chơi là thế giới sáng tạo đầy màu sắc. Trẻ được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động, phát huy quyền dân chủ của giáo viên, các bậc cha mẹ và các bé, tạo được niềm tin cho các bậc phụ huynh và toàn xã hội. Cảm thấy rất là vui khi được tham gia cùng các con và mình mong là nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức các hội thi như thế này để các con được học hỏi, được trao dồi kiến thức và các con được tham gia các hoạt động thì các con sẽ giao tiếp tốt hơn, hòa đồng hơn và các con phát triển nhiều hơn, toàn diện hơn. Nhờ thực hiện đúng phương châm, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm,
nhà trường có nhiều giải pháp nâng cao và đổi mới chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Qua đó, phát động các phong trào thi đua xây dựng góc chơi mở cho trẻ ở trong lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục theo sự kiện, tạo môi trường thân thiện, kích thích trẻ tham gia, tìm tòi, khám phá. Mỗi giáo viên đều dùng cái tâm của người mẹ để chăm sóc các cháu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Nhờ việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên, nên công tác chăm sóc giáo dục trẻ của nhà trường đạt kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ trẻ được theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ hàng năm đạt 100%. Trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì được can thiệp bằng các biện pháp phù hợp để cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cuối năm còn từ 3 đến 5%, giảm từ 5 đến 8% so với đầu năm học. 100% trẻ được học 2 buổi một ngày, được ăn bán trú tại trường, được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non. Tỷ lệ trẻ đạt được các mục tiêu giáo dục theo độ tuổi hàng năm đạt từ 98,7 đến 100%. Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non hàng năm đạt 100%. Tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt từ 25 đến 30%. 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. Đến nay, trường đã thu hút 222 trẻ trên 9 nhóm lớp, tăng gấp 5 lần so với ban đầu thành lập trường. So với cái môi trường trước ở dưới huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội thì thấy ở đây là cái môi trường về cơ sở vật chất thì cũng tương đối là khang trang và các thầy cô cũng cố gắng tạo kiện cho các con hết cỡ. Và một cái đặc biệt là cái sự tâm huyết của các thầy cô, tôi cảm nghĩ là rất yên tâm. Thấy cái sự chu đáo và chi tiết đến từ các bữa ăn, rồi cái quy trình giáo dục và về nhà thấy cháu cũng có cái ý thức tốt hơn. Với thông điệp yêu thương từ tâm, ươm mầm hạnh phúc, đến nay, trường Mầm non Phố Cò đã trở thành một địa chỉ tin cậy, thân thương của cha mẹ học sinh và cũng chứa đựng niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Điều đó đã được khẳng định qua những thành quả gặt hái được ngay từ tháng 10 năm 2010. Sau 3 năm thành lập, nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và được công nhận lại năm 2015-2020. Năm học 2021-2022, trường Mầm non Phố Cò được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trao tặng cờ thi đua xuất sắc như một sự khẳng định, một minh chứng khẳng định vị thế của mình trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sông Công nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung. Trong thời gian tiếp theo, thì cán bộ giáo viên, nhân viên trường Mầm non Phố Cò cùng với các bậc phụ huynh đồng lòng quyết tâm duy trì những cái phát huy những cái thành tích đã đạt được và cố gắng nỗ lực để làm sao đó cùng với tập thể cán bộ giáo viên nhà trường tham mưu với lãnh đạo địa phương để xây dựng cái trường Mầm non Phố Cò có một môi trường xanh, an toàn, thân thiện và hiện đại. Luôn xứng đáng là địa chỉ tin cậy gửi con của các bậc phụ huynh và phấn đấu trong giai đoạn 2025 thì trường Mầm non Phố Cò sẽ được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Tiếng thơm của trường Mầm non Phố Cò đã lan tỏa theo cách hữu xạ tự nhiên hương. Trường Mầm non Phố Cò là nơi ươm mầm biết bao lớp học trò đã trưởng thành từ đây. Những cây non được chăm sóc toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ đã, đang và sẽ phát triển trên những mảnh đất mới. Nơi đây chính là một địa chỉ tin cậy, thân thương của cha mẹ học sinh và cũng chứa đựng niềm tin, tự hào của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Trường Mầm non Phố Cò sẽ luôn nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế của mình là điểm sáng của ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.